Đây là tinh chất đông trùng hạ thảo của nhà sản xuất Bogo của Hàn Quốc. Hiện nay là có 3 loại này. Thứ nhất là mẫu hình hổ này. Thứ hai là mẫu hình rồng này. Thứ ba là mẫu hình phượng hoàng. Hiện nay có 3 loại. Đây, nhà sản xuất là Bogo của Hàn Quốc. Mỗi một hộp như này là có 60 ống, mỗi ống là 20 ml. Một thùng là có 4 hộp như này. Đây là mẫu hình hổ này, kèm một khăn lụa này. Còn đây là mẫu hình rồng. Đây cũng kèm khăn lụa như này luôn. Còn đây là mẫu hình phượng hoàng. Mẫu này là rất là mới, vừa về xong. Hộp này đạt cả chứng nhận FDA này, gen Samsung bảo trợ người tiêu dùng này, đạt cả chứng chỉ về an toàn thực phẩm này. Đây là hiệp hội bảo thực phẩm chức năng của Hàn Quốc, GMP là để thực hành tốt sản xuất thuốc. Thế còn FDA đạt cả đến chứng nhận hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ này. Thì hộp cũng được điêu khắc hay được khắc laser này, rất là đẹp. Tem nhà phân phối, tem của nhà sản xuất này. Đây là do tập đoàn Samsung bảo trợ người tiêu dùng. Đây là nhãn hiệu hàng hóa 60 ml này, nhân với 20 ml là 60 chai, 60 lọ đấy. Thì mỗi một lọ là 20 ml của nhà sản xuất Bogo. Đây là một hộp, hộp này là hộp gỗ nhé, hộp gỗ khá là cứng cáp. Đây là khóa đồng này, khóa đồng rất là đẹp. Thế thì một hộp nó có 60 ống như này, hay còn gọi là 60 chai đấy, hay 60 lọ. Đây là tinh chất nhé, độ cái chiết xuất của thành phần chính ở trong này thì là chủ yếu liên quan đến đông trùng hạ thảo và hồng sâm là hai thành phần chính. Hay ngoài ra còn rất nhiều những thượng dược khác của Hàn Quốc nữa, rất là quý hiếm. Đây là một chai này là có 20 ml. Đây là cái nắp của nó. Khi trong mỗi một cái hộp này là nó có hai cái để mở nắp nhé. Hai cái mở nắp ở ngay góc này. Đây là nó có hai cái như này ở phía trong. Thế thì khi mà mở cái chai này thì quý vị sử dụng tay như này, bấm vào đây, bẻ nhẹ cái này thì cái nắp này sẽ bật ra. Cái này nó giống như nắp lọ bicilin ấy. Thì trong này đây nó có cái nút cao su. Người bình thường mình bẻ dùng bằng tay không được. Thế nếu mà bẻ mà sử dụng cái đòn bẩy chẳng hạn thì dùng thêm cái nắp này. Đây, cắm vào đây. Con bẻ này cái là ra. Là sử dụng.
Thế thì về cái tính năng cũng như là công dụng của sản phẩm này thì xin vui lòng xem trên website hoặc là xem trên số điện thoại kèm theo màn hình. Xin trân trọng cảm ơn.